Chào các bạn, mình là Hùng Phạm đến từ Anabim. Thì sáng nay thì mình có tiếp cận một cái phần mềm mới của hãng Autodesk trong vòng khoảng 20 phút và mình thấy nó hay quá và mình phải chia sẻ với các bạn mới được. Và mình tin cái phần mềm này nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều. Thì phần mềm này có tên là phần mềm Autodesk Leap. Nó để làm gì? Thì phần các bạn hiểu lại, phần mềm này mục tiêu của nó là giúp chúng ta tăng sự tương tác giữa các bên khi tham gia một cái dự án. Giữa các bên bao gồm kiến trúc sư, kỹ sư, chủ đầu tư hay là nhà thầu, vân vân. Và nó sẽ giúp các bạn đó là tăng tương tác ở mức độ là mô hình thông tin chứ không chỉ dừng lại ở các cái hình ảnh render hay là các file PDF, các bản vẽ 2D nữa. Bởi vì nếu mà chỉ chuyển giao nhau ở các bản vẽ 2D và các file render hình ảnh thì cái sự tương tác không cao và cái việc là chúng ta không đáp ứng được nhu cầu của các bên hay là phải chỉnh sửa phương án nhiều lần thì rất là khó. Thì các bạn hiểu thế này nhá, khi chúng ta sử dụng Revit để chúng ta thiết kế công trình chẳng hạn, đúng không ạ? Thì Autodesk họ cung cấp cho bạn một cái add-in tên là GoLib. Cái add-in này các bạn có thể tải trên cái website của Autodesk thôi. Các bạn vào Google, các bạn đánh Autodesk Leap và nó ra. Thì hiện tại phiên bản này nó có phiên bản miễn phí 10 ngày, các bạn có thể tải về. Thì khi các bạn tải về các bạn cài đặt thì nó sẽ vào trong Revit và nó sẽ nằm ở add-ins, nó ở đây ạ. Và các bạn sẽ kích vào đây và nó sẽ up cái mô hình của bạn lên trên nền tảng cloud của Autodesk. Sau khi quá trình xử lý diễn ra hoàn thành thì nó sẽ biến cái file Revit của bạn thành cái định dạng có định dạng là Leap. Cái định dạng này các bạn sẽ tải về và các bạn sẽ gửi cho các cái bên cần xem thiết kế của bạn, ví dụ như là chủ nhà, chủ đầu tư. Thì chủ đầu tư họ có thể đang ở Mỹ, họ có thể đang ở một nơi nào đó xa xôi, họ không thể ngồi cùng các bạn để xem thiết kế. Thì họ chỉ việc tải cái ứng dụng là Viewer. Ứng dụng này các bạn có thể tải, có thể sử dụng trên máy tính bảng, đấy, rất là hay, hoặc là sử dụng trên máy tính đều được. Sau khi chủ đầu tư họ tải cái ứng dụng này về cho máy tính hoặc là máy tính bảng của họ thì họ chỉ việc cài đặt phần mềm. Sau đấy họ lấy cái file mà bạn gửi, cái file clip ấy, các bạn gửi và họ import vào trong cái phần mềm viewer của họ. Và kết quả các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái giao diện làm việc, một cái giao diện xem dự án nó như thế này. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Các bạn có thể xoay trở. Đấy. Y như một phần mềm 3D bình thường thôi. Đấy. Ngoài ra nó hay nữa là nó sẽ có các chức năng, ví dụ là chức năng về Tap and Go. Chức năng này nó giúp các bạn giống như đi bộ trong công trình ấy. Đấy, nó giúp chúng ta đi. Vừa đi các bạn có thể vừa xem như thế này. Đấy. Cái điểm thú vị của nó là nó đi mà giống như là một cái người, một người có thật, một cái người sẽ sử dụng công trình này, sử dụng công trình. Như các bạn thấy mình đi vào cái sảnh này nhá, mình đi vào cái sảnh này, đi vào đây, thì nó sẽ đi và đi qua cửa như đúng chúng ta sẽ sử dụng công trình luôn. Đấy, cái cửa nó mở ra. Đấy, các bạn thấy không ạ? Các bạn có thể sử dụng chuột phải để xoay như này. Đấy, mình kích ở đây chẳng hạn. Nó sẽ đi. Đấy, cứ đi vào phòng nào có cửa, cửa nó tự động mở ra. Đấy, rất là thú vị. Ví dụ như chúng ta sẽ vào đây cái phòng này chẳng hạn. Đấy, cửa mở ra. Vào đây ngó nghiêng, đấy, xem xét. Đấy. Hợp lý chưa? Đấy. Đấy, ví dụ mình đi lên cái thang này nhé. Lên cái thang này. Nó đi như người thật. Cái này rất là quan trọng này. Cái này nó giúp chúng ta cảm nhận cái công trình, cảm nhận cái thiết kế thực tế chứ không phải là cảm nhận qua một bức ảnh render. Nhiều khi mình có những cái dự án mình thấy những bức ảnh render là view điểm tụ rất là sai, dẫn đến cảm nhận sai hoàn toàn về không gian. Không gian đáng rất là bé thôi nhưng mà người ta đặt cái camera của 3D Max họ render một cái view rất là rộng, cảm giác không gian to vật vã nhưng thực ra nó hoàn toàn sai về thiết kế. Và chính nhờ cái công cụ này thì chủ đầu tư hay chủ nhà họ có thể trải nghiệm cái thiết kế của mình luôn. Đấy. Ngoài ra một cái nữa là nó sẽ có một cái rất là hay. Các bạn thấy chúng ta có một inform, tức là information, tức thông tin đấy. Thì nó sẽ là một cái cổng thông tin BIM. Các bạn biết là những cái chúng ta sử dụng Revit thì nó là một cái mô hình thông tin, dạng mô hình thông tin. Ví dụ các bạn kích vào cái đèn này nhé. Thì nó sẽ có thông tin này. Đấy, các bạn thấy nó có các thông tin. Đấy, vôn này, loại thiết kế mẫu mã gì có hết. Nhưng mà cái sàn này thì nó cũng có thông tin của sàn. Đấy. Đấy, các bạn thấy đúng không ạ? Hay mình kích vào cái lan can này nhá.
thì vào thông tin lan can. Thì chủ đầu tư hay các bên họ ngoài việc họ xem thì họ còn hiểu nữa, họ biết được cái này là cái gì, thông tin nó là gì đấy, để từ đấy họ giúp chúng ta là thay đổi hoặc là điều chỉnh hoặc là đóng góp kiến thức. Ví dụ như nhà thầu họ xem họ bảo cái lan can này thi công như thế nào, hay là mẫu mã như thế này đã hợp lý chưa, hay chủ đầu tư họ bảo là không gian này đã đẹp, đã đủ yêu cầu họ chưa, thì họ sẽ tương tác luôn với chúng ta rất là dễ, đúng không ạ? Vừa xem vừa xem được vừa hiểu được. Ngoài ra thì nó cũng có sẵn các view này thì các bạn có thể thiết lập sẵn bên Revit để họ có thể xem những cái view mà các bạn đặt sẵn để họ có thể hiểu hơn về ý đồ của các bạn thiết kế. Ngoài ra một cái điểm thú vị nữa của cái phần mềm này đó là có chức năng sun, tức là nó cho phép chúng ta đó là hiểu công trình dưới tác động của mặt trời. Nó sẽ có 4 ngày xuân hạ xuân à, hạ chí này, đông chí, xuân thu phân. Đây 4 ngày này là 4 ngày mà nếu bạn nào làm phân tích năng lượng sẽ hiểu rõ đây là 4 ngày quan trọng để chúng ta đánh giá tác động của mặt trời hay là phô mô phỏng năng lượng ấy. Thì ví dụ như các bạn kích vào June Solstice tức là ngày hạ chí, các bạn có thể thay đổi giờ để biết là bóng đổ mặt trời tác động lên công trình vào các thời điểm trong năm hoặc thời điểm một cái thời điểm cụ thể nào đấy. Để từ đấy là các bạn chứng minh được là công trình của tôi là có nghiên cứu về mặt trời, có nghiên cứu về năng lượng, có nghiên cứu về các cái giải pháp che chắn nắng để tạo ra một cái thiết kế xanh bền vững. Cái này cũng rất là quan trọng với các bạn kiến trúc cũng như các bạn thiết kế hiện nay, đúng không ạ? Chứ nó bây giờ thiết kế mà không để ý đến năng lượng hoặc là mặt trời thì cũng khó đáp ứng được các cái chủ đầu tư, nhất là các chủ đầu tư mà càng ngày họ càng giỏi và càng thông minh hơn đấy, chứ không như xưa nữa. Thì đấy là những cái kiến thức cơ bản về cái phần mềm này. Thì qua phần mềm này mình muốn gợi mở đến các bạn một cái thị trường mới của một cái ngạch mới trong cái quá trình chúng ta thiết kế, đó là tăng cái sự tương tác giữa các bên, tăng cái sự trải nghiệm thiết kế, để từ đó là chúng ta có một cái thiết kế chính xác và thiết kế tốt nhất, tối ưu nhất. Thì các bạn thấy hiện nay có rất nhiều cái công nghệ nó như thế này, ví dụ các cái công nghệ như là render thực tế ảo này, những công nghệ phải sử dụng kính 3D thực tế ảo để trải nghiệm công trình này. Thì đấy là những công nghệ theo mình nó sẽ là những công nghệ tiên phong trong 1 đến 2 năm nữa thôi. Các cái đơn vị thiết kế mà hàng đầu phải cần phải áp dụng để có thể tạo ra một cái thiết kế tốt nhất. Đấy. Thì các bạn có thể tìm hiểu về công nghệ này. Hiện nay có rất nhiều phần mềm đáp ứng và Autodesk Leap là một cái công nghệ mình khá là hay bởi vì mình thấy nó đồng bộ với Revit. Đấy. Thấy chưa? À đây nói luôn là nếu các bạn quan tâm đó là cái công cụ Sun này này, mặt trời này này, thì nó sẽ được lấy dữ liệu từ Revit nhé, nó sẽ được lấy dữ liệu từ vị trí địa lý các bạn xây, công trình bạn xây và các cái dữ liệu đám mây, thời tiết, được chưa? Cái này nó hoàn toàn thực tế chứ không phải là kiểu lấy một cái hình ảnh mặt trời kiểu hư cấu, được chưa? Thì đấy là những cái kiến thức mà mình muốn nói đến các bạn trong clip này, thì rất mong có thể giúp đỡ được các bạn trong quá trình chúng ta hành nghề tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng. Các bạn có thể liên hệ với mình hoặc liên hệ với bên mình qua Facebook RW Education hoặc là Facebook Hùng Phạm, tức là Facebook của mình ở đây. Thì rất hy vọng chúng ta có thể làm việc và hợp tác với nhau để cùng hướng tới một cái cộng đồng kiến trúc xây dựng vững mạnh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.